Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cách xay giò chả của thiết bị M5s với chiếc máy 3kg. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người xay. Đầu tiên mình cho thịt vào. Đây, mình xay trong vòng khoảng 15 giây. Đây, thịt sau khi mọi người xay khoảng 15 giây thì nó sẽ dẻo và nó có độ nát như thế này. Giờ mình sẽ cho mỡ. Mình tiếp tục xay khoảng 15 giây nữa. Rồi nguyên liệu nó đã được như này thì mọi người nên có một chiếc rổ nhỏ như thế này. Đó. Mình sẽ đặt vào đây. Mình bật máy lên. Đánh khi nào mà chả nó có cái độ dẻo. Này chả nó có cái độ dẻo này. Tại này mình nhìn nó có cái độ trắng bông bông này, nó đạt giò. Đó, mình sẽ đánh giò lên này để cho nó có cái độ nhuyễn của giò. Sau khi mình luộc là nó sẽ ra được cái nỗ khí. Đó, các bạn nên bóp nhẹ này. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào khuôn, dùng cái kéo này cắt là cái nỗ. Đấy, làm như thế này thì là mình cho vào nó dễ, nó không có dây, nó khuôn. Mình sẽ Rồi xong rồi, bây giờ là mình sẽ mang đi hấp á. Đi hấp thì giò nó sẽ chín và nó ngọt thịt hơn. Bây giờ mình sẽ cho vào hấp nha mọi người. Chờ khoảng 40 đến 45 phút mình vớt ra nước này. Đây là đòn giò chả mà M5s vừa hấp xong. Bây giờ M5s sẽ khui ra để xem bên trong của nó như thế nào nha. Đó, mọi người thấy chưa, miếng giò chả vừa cắt xong, cái miếng thịt nó rất là dai. Đó, đây, mọi người xem, thịt nó rất là kết săn với nhau. Đó, mình bóp nè, nó rất là ngon, thơm nữa. Mình sẽ cắt ra cho mọi người cùng xem nha. Đây mình sẽ cắt mọi người cùng xem. Đó, cắt mình nghe tiếng sực 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 luôn mọi người. Chả rất là ngon, miếng giò chả rất là dẻo, rất là dai. Bóp vậy mình nó sẽ không có bị bở này, mình bẻ cong thì nó cũng không có bị bở này. Đó, rất là dai nha mọi người.